hát bài ca đổi mới trên đất Mỹ, Tô Lâm sẽ là nhà cải cách hay chỉ là ca sĩ? Chuyến đi Mỹ của ông Tô Lâm được dư luận trong và ngoài nước đặc biệt chú ý. Đáng nói là Tô Lâm có cuộc đối thoại về chính sách của Việt Nam tại Đại học Columbia. Người dẫn chương trình là giáo sư sử học Nguyễn Thị Liên Hằng thuộc Đại học Columbia và cũng là giáo sư của Đại học Fulbright, người từng bị phe thân tàu trong đảng lùa dư luận viên tấn công phủ đầu trong thời gian vừa qua. Đáng chú ý, trong lần đối thoại này, ông Tô Lâm nhấn mạnh về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là ý chính mà ông đề cập trong ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 10 vào hôm 18 tháng 8 năm 2024 vừa qua tại Hà Nội. Nói về tham vọng làm được chuyện đại sự cho đất nước thì đâu phải chỉ có mình Tô Lâm hô hào, mà từ trước đến nay còn rất nhiều lãnh đạo cấp cao cũng luôn nói thế. Còn nhớ vào năm 2006, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng từng đưa ra mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp phát triển. Tuy nhiên, chỉ mới đến năm 2016 thì Đảng đã phải thừa nhận mục tiêu này đã hoàn toàn thất bại. Ông Nông Đức Mạnh đánh giá là lãnh đạo bất tài nhất trong các đời Tổng Bí thư. Còn theo đánh giá của nhà báo Huy Đức trong tác phẩm Bên thắng cuộc, thì ông Mạnh chỉ đáng làm quan chức cấp phường. Từ trước năm 1975, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa ông Nguyễn Văn Thiệu đã từng nói: "Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm." Cho tới nay, Đảng vẫn chưa thể chứng minh được rằng câu nói của ông Thiệu là sai. Có thể nói giữa việc Cộng sản nói và họ làm thường không liên quan, thậm chí là trái ngược lẫn nhau. Nếu Cộng sản có thể nói được làm được thì họ đã không cần đến bộ máy tuyên truyền khổng lồ, không cấm báo chí tư nhân, cấm tự do ngôn luận. Nếu một chính quyền tốt thì người dân tự đánh giá sẽ không có sự vu khống nào có thể tồn tại được cả. Như vậy, chỉ cần nhìn cách tổ chức bộ máy nhà nước cũng biết ngay năng lực của Đảng Cộng sản cầm quyền đang đến đâu. Bước lên vị trí cao nhất trong Đảng, ông Tô Lâm có trong tay cả bộ máy tuyên truyền khổng lồ để mà tô hồng thành tích. Tuy nhiên, dù có tô hồng thế nào cũng không che đậy được thực tế, đó là ngân sách dành cho Bộ Công an gấp 16 lần ngân sách dành cho Bộ Y tế và Bộ Giáo dục. Như vậy sẽ không có an sinh nào cho dân cả, mà chỉ có khoan vào sức dân để mà trục lợi. Dân tộc có vươn mình hay không thì phải nhìn vào những lợi ích mà người dân đang và sẽ được hưởng. Tô Lâm đi lên bằng sức mạnh của công an thì ông sẽ gia cố ngành công an chứ không ưu tiên cho lợi ích của người dân. Công an tiêu tốn tiền thế của dân ngày một nhiều để mà chạy đua vũ trang với phe quân đội, và y tế giáo dục sẽ phải tiếp tục khoan vào sức dân để mà tồn tại. Ở vị trí Tổng Bí thư, ông Tô Lâm có quyền đánh bóng tên tuổi bằng những lời nói có cánh, bằng những mục tiêu cao đẹp. Tuy nhiên, ông có thực hiện hoặc thực hiện được hay không lại là một câu chuyện khác. Với một mục tiêu lớn lao cho đất nước, cần nhiều đời lãnh đạo nối tiếp để thực hiện. Để đạt được điều này, chỉ có thể chế dân chủ mới làm được. Còn độc tài toàn trị thì hoàn toàn không có khả năng. Và vì sao lại nói như vậy? Thể chế dân chủ là một thể chế tự sửa sai. Lãnh đạo đất nước được người dân bầu chọn nên hầu hết là những người lãnh đạo có năng lực. Nếu dân chọn nhầm, họ có thể loại bỏ người đó thông qua lá phiếu của họ. Đó chính là một trong những cơ chế tự sửa sai của nhà nước dân chủ. Còn với thể chế độc đảng, lãnh đạo đi lên bằng đấu đá nội bộ thì tìm đâu ra người có năng lực để mà đưa đất nước này tiến lên đây. Cho nên có thể thấy rất rõ rằng ông Tô Lâm sẽ chỉ là ca sĩ nghiệp dư hát bài ca đổi mới để mà đánh bóng tên tuổi cho mình. Còn muốn trở thành một nhà cải cách thực sự, trước hết cần phải dẹp bỏ Đảng Cộng sản, sau đó mới có thể đổi mới cho đất nước này. Liệu ông Tô Lâm có dám hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin hát bài ca đổi mới trên đất Mỹ, Tô Lâm sẽ là nhà cải cách hay chỉ là ca sĩ vườn? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Ai có thể tẩy được tâm thế nô lệ ý thức hệ khỏi đầu Tô Lâm?
sự kết nối của Tô Lâm với thành phần cộng sản vô dụng trên thế giới phần nào cho thấy tư tưởng nô lệ ý thức hệ cộng sản của ông còn rất nặng nề. Muốn làm việc hiệu quả, muốn đem lại lợi ích thiết thực cho đất nước thì không thể để tâm đến những mối quan hệ chỉ mang lại phiền phức cho nhân dân. Ý thức hệ cộng sản là một sản phẩm hết sức độc hại, đã bị các dân tộc trên thế giới, đặc biệt là Đông Âu, vứt vào sọt rác từ rất lâu. Rất nhiều thành phần trong Đảng Cộng sản ở các nước này đã đứng về phía nhân dân và đất nước, quyết tẩy rửa cho bằng được chế độ độc hại đã tồn tại lâu năm trên đất nước của họ, để bây giờ họ phát triển cùng thế giới. Ngày nay, với công nghệ Internet phát triển, khiến cả thế giới xích lại gần nhau hơn, thông tin dễ chia sẻ hơn, nên mọi người có thể tiếp cận sự thật, kể cả thành phần trong chính quyền Đảng Cộng sản. Sự khác biệt giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc là sự khác biệt giữa dân chủ và độc tài, thể hiện rất rõ ràng. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn như một cái lô cốt chứa đầy những tư tưởng độc hại ấy. Họ cố thủ trong cái lô cốt ấy, cố tình giả điếc, cố bảo chữa cho cái thể chế đang cho họ hưởng những đặc quyền, đặc lợi, tham nhũng và làm giàu bất chính. Đây là sự bất hạnh rất lớn với dân tộc Việt Nam. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều kẻ biết rất rõ Đảng Cộng sản độc hại, nhưng vì quyền lợi quá lớn từ miếng bánh quyền lực của Đảng được chia phần, nên họ vẫn nhất quyết bảo vệ Đảng cho bằng được. Nhưng cũng là thành phần tin vào chủ thuyết Cộng sản một cách mê muội, mà Nguyễn Phú Trọng là một điển hình như thế. Câu hỏi đặt ra là ông Tô Lâm thuộc thành phần biết Đảng độc hại hay thuộc thành phần mù quáng tin vào chủ thuyết này? Nhìn bề ngoài có vẻ ông Tô Lâm không thuộc tuyếp người như ông Trọng. Tuy nhiên, những hành động gần đây cho thấy ông cũng trung thành, mù quáng với ý thức hệ cộng sản. Ví dụ, ông không buông bỏ được Trung Quốc, vẫn thề thốt tiến lên chủ nghĩa xã hội với Tập Cận Bình, vẫn gặp đại diện các đảng cộng sản khác trên thế giới, mặc dù họ không có giá trị hợp tác. Như vậy, ít nhất cho tới thời điểm hiện nay, tâm thức nô lệ ý thức hệ cộng sản vẫn còn rất đậm đặc trong đầu ông Tổng Bí Thư. Nếu ông Tô Lâm muốn thay đổi, trước hết, ông phải rời khỏi cái lô cốt ý thức hệ cộng sản này, cần phải nhìn nhận rằng nó chính là nguyên nhân gây ra tình trạng ì ạch của nền kinh tế đất nước, tạo ra một xã hội thiếu sự tử tế, thiếu vắng lòng trung thực và khiến con người mất lòng tin lẫn nhau. Việc thả một số tù nhân lương tâm chưa đủ để thuyết phục rằng ông Tô Lâm muốn thay đổi. Điều quan trọng hơn nữa là ông phải tẩy rửa cho được tâm thức nô lệ trong bản thân của ông. Ông cần cho thấy những hành động mạnh mẽ để thay đổi thể chế này. Lúc đó, may ra mới có hy vọng về một Tô Lâm cải cách, dám phá bỏ những giá trị cổ hủ để tìm đến những giá trị cao cả hơn. Thật ra, khi lên làm Tổng Bí Thư, mỗi người đều có cơ hội để trở nên vĩ đại hơn ông Hồ Chí Minh. Ông Hồ là người đã mang mớ lý thuyết độc hại cộng sản từ phương Tây về chồng lên đầu dân tộc Việt Nam. Ý thức hệ này đã khiến người Việt Nam phải đổ máu trong một thời cuộc chiến vô nghĩa. Ý thức hệ này cũng đã khiến người dân phải chịu đói, chịu khổ và ngu dốt, thiệt thòi cho đến ngày hôm nay. Vậy nên, nếu có một Tổng Bí Thư nào đó chủ trương phá bỏ chế độ cộng sản, thì người đó sẽ trở nên vĩ đại hơn cả ông Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đã qua bao đời Tổng Bí Thư, nhưng chẳng ai có đủ bản lĩnh để làm được điều đó, bởi tâm thức nô lệ đã ràng buộc họ lại. Với Tô Lâm, khi ông cũng mang nặng tâm thức nô lệ này, thì khó có thể làm nên chuyện lớn cho được. Chỉ có bản thân ông mới tẩy rửa được tâm thức này mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Ai có thể tẩy được tâm thế nô lệ ý thức hệ khỏi đầu Tô Lâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de